Rồi. Chào các bạn. Bữa nay mình không có đi làm. Hôm nay mình ở nhà mình nãy mình có mua xu ruột, cánh gà, đầu gà, rồi có mua cái dương vật heo á, cu heo á các bạn. Giờ mình nướng mình dùng cho bạn chơi. Giờ mình đang nhúng than rồi các bạn. Nhúng than xong rồi mình vô mình làm sạch những cái ướp gia vị rồi bắt đầu mình nướng nha các bạn. Cần tới máy quạt thôi các bạn ơi. Quạt cho nó phùn lên cái đã. Tay chân đen hết rồi này. Than vô, than vô. Trước mắt mình những than trước đi rồi mình tới mình xử lý màu sao. Mình đặt dao các bạn. Ôi trời ơi quá. Sao cũng được. Đừng nghe đấy các bạn ơi. Đây là ruột heo nha các bạn. Ôi ơi, cái gì vậy anh? Nguyên cái cua heo luôn. Cái gì vậy? Nguyên cái cua heo luôn. Cánh gà nha các bạn. Ôi, tự nhiên muối này rồi ăn thôi không? Ôi cánh gà đầu gà nha bạn. Hai miếng sườn nha bạn. Đó. Ông tới nhà ông làm gì mình không có hiểu các bạn ơi. Wow, quá xá luôn, mâm long thần luôn. Đổ vô mình ướp nha các bạn. Giờ mình cắt ớt nha. Ôi ơi, lúc nào cũng hầm ớt cho nhiều á. Nghe đầu qua thấy cái lò của mình ơi, nó lò cháy rồi đó. Một miếng sa tế cơm nha các bạn. Rau nhà nha các bạn. Mà có cái củ cũng ngon rồi. Cái cây hả? Cay nữa, cái gì cũng cay hết. Cho hai ba thứ vô luôn. Ơi nó cay. Gì vậy? Đã biết cay mà đút vô hửi.
thôi, đã chịu không nổi đâu. Anh em muốn về ăn lẩu được á, lại anh muốn cái lò vậy nè, là anh biết lẩu đi, lò cay đi. Hai chậu trà, tôi biết nghệ nha bạn. Cho nó vàng đẹp mắt. Ừ, nghe mùi là cay rồi đó các bạn. Cho miếng là bột ngọt các bạn. Quá hấp dẫn. Chích nước mắm. Nhìn gỗ còn sống luôn nha bạn. Wow, hấp dẫn quá. Bảo ơi, tắt cái nồi thịt kho mẹ Bảo ơi. Dạ. Nồi kho đây tắt rồi. Giờ con sẽ chả cơm nấu cơm đây. Rồi con nấu cơm đi. Giờ mới mấy giờ mà nấu. Thì con canh nấu nha. Ngon quá. 2 giờ 22 mẹ ơi, nấu sớm hả? 3 giờ nha. Kêu nấu cơm nó còn hẹn nữa đó các bạn. Cắt từ khúc rồi mình nướng nha các bạn. Mình rửa dao. Mình có kẹp gì đó chưa? Có đi kẹp đó hết chưa? Lấy đi chưa? Hết trời luôn các bạn. Giận quá. Giờ mình chuẩn bị đặt dĩa mình nướng nha các bạn. Dĩa đây. Wow, mình banh thang nữa đó. Anh thang cho đều lên các bạn. Quá nóng. Đặt dĩ lên nha các bạn. Quá hợp tình hợp lý luôn. Ghép rồi chưa. Wow, để xuống nhau bài. Thứ nào chịu nổi ba cái này. Thơm quá. Kẹp này không ăn. Món này là mấy món ngon nhất này. Cua heo nha các bạn. Trời ơi. Khó kiếm lắm, trời ơi, cốt lắm mới để đó. Bộ muốn có là có đâu. Cốt đó, mới nhường đó, nhường đó. Nhường quay cho các bạn xem đó, người ta mới nhường đó. Chứ mình không được ăn cái đó đâu. Mâm này chắc tở không kịp quá. Họ lấy cho cái ấy nữa bảo à. Cái đầu kẹp bự bự nữa các con.
sát chuông, sát chuông cái tả nè. Thơm quá, tôi nguyên cái làng nó cũng thơm nè. Nơm nó đã rồi, tạo lên cái nha các bạn. Cái này đúng là vàng luôn. Wow, bơm nổ. Cái đó mà ngon ha anh. Trời ơi. Ôi, bằng heo là mấy ông già không phát hiện đó. Xinh dữ lắm chứ mấy ông già phát hiện rồi là ổng mới cho lại mới ấy đâu. Dễ đâu. Món ngon đó. Wow. Xuồn nè các bạn. Quá khối à. Đầu ra các bạn, đầu nó vàng. Cho cái này xin vô tâm chút để không chích. Trời ơi, cái đó ham lắm, ham khoe lắm. Buộc thôi bạn. Phát, ôi dồi. Chai nước. Buộc muốn chín này đến nơi. Không lấy miếng, anh để cho chảo ít than đi. Miếng đó thì chưa, cũng như nãy á. Ờ, để lên đó là than. Wow, quá trời. Wow. Cá nha các bạn. Hay tặng cá. Mình xẻ ra, trời ơi nó ngon. Wow. Quá trời thơm rồi. Hổ lên nghi ngút rồi. Chín rồi các bạn ơi. Chúng mới dùng nha. Quá là vàng cái đầu con gà luôn. Cánh gà nữa. Chạy nước miếng tới rồi. Chín rồi các bạn ơi. Quá trời luôn rồi. Mâm luôn các bạn. Nhân luôn, đủ luôn, heo gà đầy đủ. Có cá nữa, cá chưa chín nha các bạn. Cá bên kia còn nha các bạn. Mời các bạn chung với hai vợ chồng mình nha. Miếng cá nó giòn. Làm miếng biên các bạn. Miếng cá nó giòn nè các bạn. Cá đủ dớn được con nào ăn con đó các bạn. Ừ. Vô một ly các bạn ơi. Món ngon quá. Ăn thử miếng ăn giòn. Ăn thử miếng. Giòn. Giòn quá. Ăn mà dùng đĩa mới đâu cắt tới đó ha. Quá đã. Chà chà. Bỏ vô đây luôn. Còn nóng nha bạn. Còn nướng nha. Đâu không? Không còn cắt luôn. Cắt luôn. Ngon. Ai chú. Đã bốc rồi.
Trời ơi. Xuồng heo nướng ngon quá. Bột nướng cũng ngon. Cái gì cũng ngon. Coi cánh gà nướng mà vàng tới luôn các bạn. Vàng thức luôn. À, cái này là một cái này thôi là đủ nguyên buổi tiệc được. Đủ đậu gà nướng bạn ơi. Cái này mới ngon nè. Để cho nóng lại đi rồi mình giới thiệu cho các bạn cái này là cái gì. Ổng ăn ba đồ độc của vợ các bạn ơi. Cắt ra cho nó ngon coi. Chút nữa đi mấy bạn biết cái đó là cái gì. Là miếng súng heo nó coi. Nó ngon lắm, con thử miếng đi. Miếng hả? Con thử biết nè. Mà thử miếng dưới thì cũng ngon. Ăn đâu, em có ăn đâu thử. Giòn đâu. Trời ơi. Bút trước nữa. Giòn các bạn. Bút ngay đầu súng mới chịu mà. Đây nè. Bỏ nha các bạn. Cù heo nha. Quá giòn. Ăn chắc không có ngon, cạp mới ngon. Miếng cá mà xẻ mà nó vàng nè các bạn. Được bạn. Quá đã. Làm miếng nữa. Nay không có làm. Mình làm ban ngày. Làm ban đêm quay nó hơi bị tối. Các bạn thông cảm nha. Nhưng mà không có thời gian các bạn. Không có thời gian. Làm tới tối về rồi còn muốn quay cho các bạn xem là mình phải quay tối rồi chứ ban ngày mình đâu có quản đâu. Phải đi làm các bạn ơi. Phải đi làm chứ làm mà mình mới có những mấy món này ăn chứ không làm lấy tiền đâu mà ăn các bạn. Ăn không ra đây nè. Bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi nó ôm vô leo quá trời các bạn ơi. Ôm vô leo quá trời luôn. Trời ơi ngồi cho nè. Ở đây. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay mình cầm hai trái vô leo. Đâu rồi. Con mình nó có cái tật lạ lạ lắm các bạn. Hai cái cây nè. Thử cái này các bạn. Có trái cây gì để ôm ngủ rồi các bạn. Đừng mẹ ăn mẹ. Cơm nè. Các bạn ơi. Con đi mua bánh cá cho con. Mua bánh cá cho mẹ. Đi coi chuyện xe nha con. Dạ. Mình để cây bền nó nóng nóng cho mình đem lên cái. Các bạn ơi. Hãy giết sao nghe. Mình thay sẵn mà. Không nóng nha các bạn. Ngủ quá ăn không ngon. Đi coi chuyện xe nha. Làm nữa thôi. Mẹ mẹ, con đang ngủ đó. Bữa này. Mua bánh khỏi nha cho tin nha. Em hai bánh, em thích kẹo mút nha.
đỏ ăn sa kiện mút ngầu quá tại chị lúc đầu đây ăn sa kiện mút sữa chiều hết ăn cơm luôn à. Cá cá cá, cái này cái gì đây? Cái kế đó luôn rồi vậy. Cái này kế luôn, tôi cũng không biết cái gì luôn nữa. Còn hai kế đó. Dài dài như bao tử luôn à. Ngon á. Ăn đồ dao là hả bệnh nha. Ăn đồ dao bệnh nha. Cho ăn đồ dao con đã. Nè. Con chữa cha đó. Bị thôi mà. Ăn đồ dao con buồn nha. Cần cổ, cần cổ. Anh nói này dạng cổ nè. Thế từ từ đi, cho nó tới rồi đó. Ow. Cái nào mình nghi ngờ mình để lại phương tiện kế bên ổng gì sớm quá các bạn ơi ăn được à làm miếng cần cổ quá vàng hức luôn các bạn hương quay nữa hôm qua trái vừa gieo hôm hai mới vô lại ngon nhất thì giờ tự nhiên thấy nha ngán à trái vừa gieo giờ các bạn ăn cũng được nha không thèm nữa các bạn nhìn nè thằng cha nhậu quá trời luôn bảy bảy không à thằng cha nhậu xỉn luôn mẹ con nhậu rồi con nhậu hàng kem rồi thôi con xỉn đó con xỉn không con có con xỉn luôn mà chưa xính mày quay cỡ này mày xính mày quay cỡ nào giờ sau đó con đi về nhà ăn nhậu xính luôn được ngon là con mới có 3 tuổi mà nó ăn nhậu xính luôn mẹ nó lớn cỡ cha nó vậy nó nhậu cỡ nào mẹ con qua đây quay đây luôn ngồi đây quay con đây. Qua mẹ luôn ảnh hưởng tới máy quay của cha mẹ vô mà tự nhiên là con nhậu thằng kem xỉn luôn các đúng bạn rồi, ơi. Cá rồi nè. Hải luôn vừa không biết luôn các bạn. Nóng quá. Tao vợ nó thổi cho mỏ. Tao vợ ơi. Thổi bay mẹ luôn. Tao vợ ơi. À. Ây da. Làm lại cái món này coi. Làm phanh nữa cái mình đưa xuống bếp nữa các bạn ơi. Hết anh ơi. Đây. Để nó cần khác dữ nữa. Để lên tôm đi. Đem lên đi. Đem lên nữa các bạn ơi. Cái mâm này mình làm hơi bị nhiều á. Hơi bị nhiều, ăn không hết nổi. Đây mình ra một cái nữa rồi cái mình gấp lên. Mình giới thiệu các bạn cái đó là cái gì nha. Nó mới cắt nãy miếng đó rồi. Ôi ôi, u heo dài lắm nha các bạn. Ăn hồi nãy giờ mới có phân nửa. Giòn sao đâu á, rất là giòn. Các bạn ha, trái dưa đen nha. Dạ các bạn, trái đen. Tưởng là cha ăn dưa đen nữa là các bạn. Vô bà. Dạ hành cha nhậu hoài nha các bạn ơi. Chưa đã. Nhậu hoài đi. Cho xỉn thằng kem luôn. Để coi là con nhậu xỉn thằng kem luôn. Quá vàng. Các bạn ơi. Trăng mâm mà. Nóng ai hết luôn. Không sợ nguội các bạn. Cái lò cái bên. Không bao giờ sợ nguội. Cá chín nãy giờ ăn chưa hết miếng cá nữa rồi. Đừng ơi con nhậu ăn chín con chín luôn. Dạ cho đó con miếng cá chín luôn.
con hỏi bài vô các bạn ơi. Ai nhà à, từ điểm nào của ta sao này... quá không biết gấp từ điểm nào. Cái này cho anh trà nha. Ai thích gì ăn đó rồi các bạn. Ai khóc cái này vô. Bạn thấy không? Còn nguyên cái miếng sườn này còn chiếc sườn luôn, sườn trắng luôn nha các bạn. Cái sườn bên mình cạp chưa hết nữa nè. Mình chỉ thích cái món nãy của mình chừa thôi à. Mình đang hâm nóng nóng lại. Đây. Các bạn ơi. Bạn biết cái gì không? Đây mình xác ra mình dụng miếng đi rồi mình nói cho. Dùng con già này để là cho ăn kèm nha. Thôi ai hết cái này luôn. Đó. Cái này á là còn phân nửa của cái bọng đáy nha các bạn. Phân nửa của cái bọng đáy á. Cái bọng đáy. Bọng đáy chứ. Nó được rồi, như đó được rồi. Như đó rồi. Như đó ta hiểu rồi. Bạn ơi. Thằng trai nói trái luôn các bạn ơi. Ai hết cái này. Không ai. Nè. Cái này. Rồi muốn mưa nữa rồi. Anh Khang về sớm quá các bạn ơi. Ngon quá. Các bạn ơi. Đây. Nghe từng lần nha. Ừ. Cởi nguyên cái bọng đấy. Ta lấy còn dư miếng dính nữa. Ừ. Quá ngọt. Nguyên ấy luôn. Rồi bác anh nhìn thấy nè. Bọng tông này thấy không? Không ai hết cái này luôn. Trời. Ngon lắm. Ăn này ăn đồ đặc sản không ý? Sẵn này sẵn luôn các bạn ơi. Con heo con nhiều đó ngon đó. Cốt 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 mới chừa ăn nhậu đó hoài luôn. Điện mình hỏi thích ăn gì mình thích ăn vậy, ta dặn nó không có được đâu, mình cốt dữ lắm mới để đó chứ không cốt dễ gì. Ta mần heo lúc nào ta mần nó cũng nướng hết tơn, ta lấy tặng hết tơn hà. Các bạn ơi hôm ai khóc cùng các bạn ơi. Rồi vô hết cái là mình lon nữa nghe, tại mồi quá đã. Hai tháng rồi sao nha, nó chị em nha. Bye bye. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đâu à, giỏi hay giỏi à, đi lấy cho chàng lo bia đó tài. Tài. Lấy bia hoài đó ba ơi và ba. Lấy bia hoài đó các bạn ơi. Cái miệng nó nói mà cái giò này nó đi vậy. Mà yêu đâu mà yêu ai vậy? Không biết chồm tới hôm mới 3 tuổi à. Ơi. Tới không tình yêu? Có cái bịch đó con. Ừ, không tới anh lấy anh ơi. Chậm đi tới mà, có cái lon đó, có cái bịch đó. Ừ, dễ có cái bịch đâu? Có cái lon bia đó. Coi. Dễ lên mẹ coi rồi. Ờ, rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi, lại đi. Lấy đại dính lại luôn. Tụi mình tụi ra nó bự lắm. Có leo vô tổng luôn cũng được. Ai nè mẹ. Đi cha đi cha. Đây nè cha ơi. Khùng á ơi. Trời ơi. Khùng các bạn nha. Đây kia là con hùng cha. Khùng nha các bạn. Nếu dặn tốt xíu còn buồn các bạn ơi. Trời ơi cái mỏ. Mẹ dặn cái mỏ á. Mẹ kì quá. Làm các bạn ơi, quá nhiều. Con cục cá nữa hiểu quá. Mẹ cha cũng kì chung với con hả? Ừ, ăn quá là nhiều. Quá trời luôn. Quá quá. Không hứng. Quá trời luôn, các bạn ơi. Đúc một tên miếng nè. Đây, cho đúc miếng nè. Cái này nổi nha. Cái này nổi nha. Ôi, trời ơi, nó khỏi cái bay luôn cái điện thoại. Lai ơi, họ còn già không? Ừ. Bây giờ ăn cạp bằng thịt ngoài chứ nó không bằng cái nhức màng của con xác của cái miếng sườn. Cạp với con. Không muốn bỏ nữa. Mình bỏ. Hết bia rồi. Cạp cái sườn này bỏ không cho nó chung chê luôn. Hết bia rồi nha. Ừ? Hết bia rồi.
Bia thì không nhậu nữa. Ngon quá. Nhớ rồi. Hả cho chị nha. Còn nữa các bạn ô. Nè, dầu nó còn sôi sôi luôn rồi các bạn thấy không? Đó. Dầu sôi 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 luôn rồi. Cô heo chưa hết. Tại đó thì nó. Ta còn mướm mà. Hết được. Rồi, xắt ra. Rồi, ô giờ nó đang nấu. Các bạn ơi, thấy thằng cha già không? Thằng cha già luôn các bạn ơi. Không ai hết. Nhỏ lớn giờ nó kêu thằng cha không à? Thằng cha là giờ cái đầu gắt ghi thằng cha không? Cái đầu thịt già nè. Đầu thịt già đó. Anh thằng cha, thằng mẹ, thằng ông ngoại, thằng ông nội kêu sao mà có cái thằng lót vô mới chịu. Nói mời các bạn đi, mời các bạn nha. Ăn cùng với mình nha. Ăn chung với mình nha. Thôi, thôi. Mở gì đó mà. Hôm nay mình cầm kiểu múc nha. Thôi rồi. Miệng quá. Rồi ai hấp cái kiểu múc này nha. Đó là kiểu múc màu cam. Mấy múc để làm cho nó cái V-lip là. Nguyên cái kẹo múc, nó nấu từ sáng đến chiều luôn cho các bạn coi. Đây một cái kẹo nè. Nó review cái kẹo múc rồi kìa các bạn ơi. Cô chú các bạn ăn kẹo múc với mình nha. Các bạn ăn kẹo múc với mình nha. Bye bye. Trời ơi. Cái câu này nghe quen quá. Nữa rồi các bạn. Còn ba cục nó hết phần ngon rồi. Giờ mình không ăn, hồi nãy mình làm hết. Ba gà với nãy mình thử qua miếng cho biết rồi chứ. Không có khoái bằng này. Không giờ các bạn nha. Hai bữa nữa thằng Cốt nó mặn cái nữa mà không biết con năng nỉ nó cho được miếng đó không? Cho hoài thì nó cho á bạn. Mà đâu có mua không? Giờ có tiền mua cũng chắc có. Nó biết nào bán. Nó biết bán nhiều. Mẹ xé kẹo nha các bạn. Rồi. Kẹo màu cam. Các bạn ơi, hai cái ăn luôn kìa. Chị bằng heo chia là phải nấu nồi cháo. À, bữa đó mình kém gấp kém quá mình chỉ lên mình lấy rồi mình chạy về liền. Thành ra Cốt nó chừa trước dặn rồi đó, nhưng mà nó chừa là dặn tính tiền nha. Mà mình không ăn cháo mình nhờ dẹt lên nó cho luôn. Các bạn ơi, để xé cho kiếm em nè. Thành có cái thơm ngon chia sẻ với các bạn hả? Bạn nào mà ăn rồi ha, cảm nhận cực ngon. Quả quýt. Không bằng cái bò. Mẹ mẹ heo vậy chứ. Các bạn ơi, hái kẹo quýt không? Cua bò nó còn ngon nữa. Kẹo quýt lẩu cua bò ngon lắm. Cực kỳ luôn. Thì cho mình đi mình ăn làm chua các vô bạn ra nha. Ngon lắm mà mua khó. Mua cho ta cũng bé đi. Mấy người mần á, người ta cái ngon người ta đem về ta ăn hết rồi. Mặn vô thì đó mình có ở gần lò heo không? Ngon quá. Tỷ heo. Các bạn biết một con heo từ trên xuống dưới được nhiêu tỷ khúc mà chích xíu à. Có được nhiêu mà nấu được một nồi cháo cho 12 người ăn là bạn. Các bạn biết bao nhiêu con heo không? Các bạn thấy mà thấy mà nhân viên ở trong đó rồi là ba cái đó là Cốt người ta mới để lại cho mình. Còn không Cốt người ta lấy về hết rồi, mỗi người lấy miếng vàng hết. Ba cái đó là chủ ở trong đó người ta đâu có quan tâm, ta quan tâm là gà thịt là xong. Còn cái tỷ con heo là 1.000, cả ngàn con heo mới được 1 ký tỷ. Chứ không giỡn đâu. Gom lại. Trời ơi, nấu cháo tỷ heo. Thôi. Ngon lắm, hồi đó mình ở gần giờ có mua cũng không có. Có tiền triệu thì quen thôi chứ tông rồi chứ không quen là mua cũng khó mua được. Ngon quá anh ạ. Ngon quá. Đã quên uống với bạn cái. Ngon. Bữa nay thời gian rảnh cây có dữ lắm, quay ngang mấy hè. Rồi nếu mà
đang chuyển mưa mà ào tới cái là ba giò bốn cẳng điểm 1, 2, 3 là thẳng món là giọt nha, chứ không là nó úp sạch. Không à, tải tái chui chưa? Các quá bạn càng nào ăn cháu hoài luôn. Tôi đã ăn hết kiểu mốt rồi, tiền hết. Miếng cuối cùng, tiếc quá. Wow. Anh nói rồi đó. Quá nhiều. Mẹ uống không nổi rồi, cha uống uống không nổi rồi. Cái bạn ơi. Còn quá là nhiều luôn. Vợ tụi mình nó cạp cái cánh thì chưa xong luôn. Hãy gom thao gần 3 kg mà. Các bạn ơi. Gom tổng là 3 kg, hai chồng ăn đâu hết. Hai nhỏ nó cán ăn. Ăn toàn là gì ta cay không? Biết là ôm tôm muốn theo. Các bạn thấy kẹo quýt không? Nó nhỏ con mà nó ghét như vậy. Kẹo quýt là màu cam đó. Kẹo quýt mà màu cam nha. Màu nãy cam. Giờ ăn bá kia giờ làm lại khúc ruột màu đỏ. À, da kẹo quá ngon luôn. Dâu tây. Ruột này ướp nhiều, nãy mình ướp là các bạn biết. Nướng nữa. Mình thì mình nói thẳng một câu là tất cứ bất cứ cái gì mình cũng thích nướng hết à. Từ những cái con cá mà da trơn như cá giò luôn ha, các bạn ướp đi nướng đi cực kỳ, mà cá lâu năm á cực kỳ. Mình thì mình thích nước, thành ra mình sẽ ưu tiên cho bạn cỡ 80% về các món nướng cho các bạn xem, 80% về các món nướng, còn 20% là lẩu này kia rồi đó. Các bạn hãy cho mình một like đi, mình sẽ còn làm nhiều vậy nữa. Mà nướng á, mình thích á. Đủ thứ. Nãy nữa thấy cũng hơi nhiều rồi, chứ mình cá nữa rồi. Mình nãy mình đủ vớt được mấy con cá trê nữa. Ăn hết. Nãy mình hai cái miếng cá này. Không ăn, vớt hết nè. Ủa vớt mà mình rồi lên rồi cái để nó vừa ngập ngập mình ấy luôn, chứ còn mấy con kia nó rộng sống thì mình cho mình like đi, mình làm nữa video nữa cho các bạn coi. Mình nói là mình làm, mình là thích ăn mà, nhưng mình nói rồi mình ưu tiên coi 80% về các món nướng. Đúng rồi, mình cũng mình rất là thích ăn hải sản nha, hải sản sốt me, hải sản này kia rồi như là sò huyết này kia đâu heo. Mình rất là thích ăn, nhưng mà lúc gài đi không được các bạn. Có thèm mua cũng không được đâu các bạn ơi. Đâu có đi được. Quanh quẩn ở cái xã không. Mà xã mình thì các bạn biết mình ở Tân Thạnh Long An mà xa biển lắm. Làm gì mà mua được. Thèm rồi đó, 3 tháng mấy rồi. Đâu có được ra hải sản là mình đi ra ngoài cái... Mình ở đây, nếu mình huyện này ở đây mình phải gặp cái xứ Tiền Giang. Mấy chợ lớn hải sản tươi nó mới về, rất là ngon. Còn về đây mà đem mấy hải sản dẹp ngâm đá rồi kia nó ăn mới ngon. Mà mua lại mắc mà ăn không ngon. Làm lên nó ăn không được, có nhiều cái làm ăn không được, nó hôi. Hoa quá các bạn ơi. Chào quá các bạn. Làm miếng nước ơi. No, vợ mình sẽ no luôn. Cái giờ để cho nó nóng lại ăn. Cho mình hâm nóng nóng lại. Đây. Để mình chạm. Ngủ quá. Đúng không? Mình làm vài cái với bạn nữa chắc mình cũng có kết thúc video tại đây quá. Thấy no. Hàng cha sững giờ các bạn ơi. Trời ơi. Biết luôn, biết tủ lượng của cha nó luôn. Cha xỉn rồi nha. À, đây. Rồi. Cha xỉn giờ cái quá nhiều luôn, cái mâm còn rất là nhiều các bạn ơi. 3 kg rồi mà. 3. 1 kẹo mút luôn. Trời ơi. Nè đút nó mấy cục cá. Đây.
Trời ơi. Thôi nguội dữ lắm rồi. Trời ơi, vừa ăn kẹo vừa ăn cá luôn. Nó kén ăn lắm rồi coi. Cực kỳ kén ăn luôn. Dạ giờ mình ăn, giờ mình nhìn vô mình cũng không biết cái gì luôn. Thế mà dần dần ăn kính rồi nướng rồi. Chút rồi, vô cái nữa các bạn ơi. Nữa ăn chay nhỏ hoài đó. Nấu kế bên mà ngồi nó nhắc không là chết rồi. Cha nhậu khiển rồi nha. Tỉnh tối này chiều nay con làm công chuyện đó, cha làm không nổi rồi. Con chiều nay ngủ nha. Ngủ với cha. Ai ngủ mẹ? Anh cha ngủ với mẹ. Các bạn thấy vậy được không? Đó. Bây giờ chiều đó phân chia anh hai nó ngủ với mẹ nó, còn nó ngủ với cha là qua mùng là nó khóc nó làm thấy ghê lắm. Bây giờ nó làm biết thì hai chồng ngượng mùng luôn. Vậy á, kêu lên anh hai nó mới về nội thôi, không về rồi là về đây rồi là nó phân chia. Anh hai nó ngủ với mẹ nó bệt, còn nó ngủ với mình bệt. Xong. Vậy là xong rồi, các bạn hiểu rồi. Không biết ăn cua heo nữa có tác dụng gì không? Chạm chạm quá đi. Ai hiểu gì hiểu. Nó tối ngày nó lo vậy rồi cũng không có tác dụng rồi. Người ta nói ăn cua heo là biết rồi. Nó lo vậy đi cho ăn cua heo nó giỏi cỡ nào cũng không tác dụng rồi. Ngon quá. Con đi. Ngon quá ngon. Dạ uống mì chung với cha. Ê làm cho cái nó cái xiết cái rồi nghĩ rồi các bạn. Điện quá, đen quá. Rồi uống cái nữa rồi. Chắc mình kết thúc video quá các bạn. Thấy hay thì cho mình một like, mình có động lực làm các món nướng nữa các bạn. Thôi, bye bye nha.